Phan cái bé Phan nhớ là mấy tuổi chị? 11 tuổi học lớp 5, 11 tuổi lớp 5 là Phan vô năm, Phan vô năm và đi đóng được tại vì đây là thứ 6. Dạ, nên mình qua đây mình để rồi sắp xếp. Wow, một chậu hoa luôn. Chậu hoa quá đẹp luôn cả nhà. Để ta cho cúng chị Dư Linh một qua tuần Dư nhé các bạn. Hay qua thường tuần dây hả? Qua qua hay qua wow, chị Minh và wow, hai chú thứ đấu đi đó. Ồ chú Minh kỳ hòa quá vậy. Hai chú thôi mình wow. Cùng mời các ông vào nha. Hai ông là đến là viếng là cả năm rồi mọi người viếng quá trời luôn cả nhà. Hai chú sinh đôi, chú sinh đôi hả? Dạ. Wow. Con thấy quá giống luôn. Giống nhau quá. Con nãy giờ con không dám hỏi. Nhìn đẹp lắm nhớ. Dạ, quá đẹp không biết ai là ai luôn. Nhìn không biết ai là anh, ai là em đâu. Khó phân biệt. Sinh đôi hả? Rồi. Dạ, mà chú vô. Dạ. Hai ông sinh đôi đi đâu cũng có đôi. Dạ. Đúng rồi. Tình cảm quá trời. Cùng với gia đình luôn cả nhà. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến để viếng cầu năm nha cả nhà. Đó. Hai ông xin đôi cả nhà. Hai chủ là xin đôi ở Sài Gòn đến bảy cầu năm Vũ Linh, không chưa phân biệt là anh đâu, đâu anh là em giống nhau nha, giật được. Chú có thể cho con biết ai là em, ai là anh không chú? Chú, chú là em. Dạ, tại bên cạnh chú con trai là em, còn chú là anh nha. Dạ, dạ. Rồi quá tuyệt vời, nhìn không biết luôn á, dạ, rất là giống nhau luôn á. Dạ. Thôi ơi, từ cái đôi dài, cái quần cho đến bộ đồ là bây giờ tụi con là sinh đôi là mặc đồ giống nhau y chang. Chú mình sinh đôi là mình có sở thích mặc giống nhau gì hay sao chú? Từ cái kiến hay kia luôn. Hai, hai chú cũng đây chứng nhận giống nhau nữa kìa. Dạ. Y chang luôn trời. Dạ. Dạ. May đồ thì mua chung một thứ rồi may luôn vậy chứ. Dạ. Hai chú hình đôi cưới hai chị em mới sinh đôi. Trời ơi. Chú chết lo bí ba trí. Bữa nay hai cô có lên không? Hai con bên đi bị nhảy mũi hắt hơi nhiều quá đó. Dạ. Sợ đi đây Covid bị bệnh. Dạ dạ. Vì khách lặng nghe là. Em sinh đôi cưới hai chị em. Thì hai vị khách là. Wow. Sinh đôi là chia sẻ. Con nghĩ là hai ông chắc là hái mộ cậu năm Vũ Linh chắc là nhiều lắm ha. Chú thì cũng trong giống đàn ca tài tử đâu mà. Dạ. Không có nổi tiếng. Mình ở vườn quê mà. Dạ. Mình thích hát rồi, rồi đứa con gái đó. Dạ. 11, 2 tuổi là nó mê năm Vũ Linh về ở khu phố mà ở bãi đất trống nó hát đó. Dạ. Nó mê tới bây giờ nó gần 50 tuổi rồi, nó 49 tuổi rồi mới tuổi vậy đó. Dạ. Nên là ở vườn năm Vũ Linh mất thì nó không có đi được. Rồi nay mấy công việc nó rảnh đó. Dạ. Nay nó tội cha với con với em đi lên đó. Với người dạ. À. Dạ. Tuyệt vời quá. Các chú thật tuyệt vời đấy. Dạ. Hướng cũng giống nhau. Tôi nghe nhớ là chú bên phải, chú bên phải là anh, chú bên trái là em. Hai chú lên chia sẻ với anh cũng rất tình cảm. Dạ chào. Ông là thứ bảy không? Thứ bảy. Thứ bảy ông. Ông bảy ông tám ha. Dạ. Ông thứ bảy tinh thần. Hai chú. Dạ. Thứ tám tinh thần. Thứ tám tinh thần luôn. Thạch 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 thành đá đó mà. Thành đá đúng rồi. Dạ. Dạ, thôi con mời hai ông đốt nhang cho cậu năm nha. Dạ. Lần đầu tiên bọn cậu năm có hai anh em sinh đôi, rất là giống nhau, không thể nào phân biệt. Nhang là bự. Bây giờ mình là review lại giống nhau đến nhau không cần phải cái cái mà hai ông đây cái tặng được câu chuyện giống giống nhau của chú anh hai chủ sinh đôi là giống nhau nhé, giống nhau chia sẻ những tình cảm con nghĩ rất là tình cảm của ông và hai chủ cùng tiết lộ là hai chị hai anh em mà sinh đôi là hai chị và cái nào hai chị sinh đôi nha, câu chuyện sinh đôi đúng không? Thật. Mà lấy có giống như là mắc chiếu y chang là lấy chị luôn hay là sao? Không lấy chị chứ. Bởi vì cái hồi đó hai anh em giao. Dạ. Anh á cưới chị. Dạ.
em cưới em dạ. Mà đẹp xấu xấu gì cũng phải chịu thôi, phải chịu dạ. Cái hồi đó chú kể câu chuyện dạ. Hồi đó chú đi coi phim á dạ. Là chú Tám vô không có đi dạ. Chú Tám là giao anh thứ dạ. Anh chịu thì em chịu, em chịu thôi. Chẳng chịu phải không? Dạ. Anh xui anh vậy? Thì chị dạ. Em là em thì dạ. Thôi chứ không lộn xộn. Vậy là có giao ước rồi. Có giao ước rồi dạ. Đi, đi coi đó dạ. Mình chú đi thôi à. Chú tao đi. Là có nghĩa là chú đi cưới vợ cho em luôn à, cho em. À. Ông ơi à, con không biết là bà có nhìn giống y chang nhau không ba ông? Giống nhưng mà không giống bằng hai anh chú. Dạ. Vậy là cho nên mình cũng dễ nhận biết ha. Dễ nhận biết. Dạ. Bây giờ một bà là mặt hơi dài. Dạ. Vậy là chắc là hai dạ. Bác ở nhà là sinh đôi khác trứng. Khác trứng thể. Không. Hai như hai bác đây là sinh đôi cùng trứng nên nó giống nhau. Dạ. Con nghĩ là vậy. Người ta dễ lý giải như vậy. Chú ơi chú dạ. Cho con hỏi một câu nha. À, dạ hai chú. Xin đôi. Qua lời. Đi chú bảy chú này là chú bảy tên bảy và tám dạ. Vậy là anh đi cưới vợ cho em. Bây giờ xấu đẹp không quan trọng, không gắng chịu nha, ai kêu vô kêu gắng chịu à. Ừ dạ. Nhưng mà mình giao ước rồi mà anh thì mình có em thì có đồng ý không? Xấu xấu không được nói nha ông tám hả, mình có ok không? Ok chứ dạ. Cái duyên phận mà dạ duyên phận. Nghĩ là sáng hôm nay mà có hai cô đến nữa thì tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Hai cô sắp đi chuyện dạ. Nhưng mà hắt hơi á dạ. Bị hắt hơi dạ. Do nữa dạ tự nguy vấn đề mà nhiễm á dạ không đi được dạ. Rồi, hai cô thì năm nay bao nhiêu rồi ạ? Sáu sáu mươi chín rồi, dạ cũng 69 chú bảy năm tuổi, năm tuổi chú bảy 4 dạ chú bảy 4 bốn. Ủa vậy là hai chú bây giờ có ở chung nhà không hay là riêng nhà chú? Ở chung mấy chục năm rồi, bây giờ ở chung từ cưới vợ chung không mà ăn chung tới giờ luôn, ăn chung bằng chung luôn. Ôi ôi, hai ông ơi có xa nhau à? Hai chú ơi có xa nhau? Hai chú rất là thương nhau nữa. Ở chung nhà, chung nhà luôn. Chung nhà mà bây giờ lớn lên này có dâu có chồng, thành ra cách nhau 4 mét à? Dạ. Ở chung trong vườn xong cái vùng đất kia dạ. Cái vùng đất là 5,000 mét vuông rồi. Quá tuyệt vời luôn. Thầy nói là các chùa còn không gian cho các anh cái gì dạ. Các chùa còn không gian riêng cho các anh cái gì. Dạ dạ. Bây giờ lớn lên rồi, bây giờ có gia đình các đứa thằng thằng ở gần mình vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời đó. Ở ngoài có ai nhầm lẫn hai ông với nhau không? Có người lạ có quá. Chứ người ta muốn vậy nhưng mà hai chú muốn để cho ta nhầm lẫn thôi. Để cho ta để câu chuyện của nó không chết hết tự nhiên tự nhiên cứu rồi sau này giống nẹo mình phải nghiên cứu cho kỹ coi tại mình mọi nó không có lộn dạ. Mà chú nói là chú bảy chú tám mà gặp một chú thôi thì gọi chú bảy chú tám không được chứ khỏi cần gọi chú bảy gọi chú bảy chú tám mà trúng hết trơn à. Gọi ông nào cũng trúng à.